Thì cái bước đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái miếng dựa chung nha. Tại vì cái máy của mình hiện tại là chạy cái cự ly 2 kim 1 phần 4 nha. Nên mình sẽ là các cái miếng dựa này á, cái chiều rộng của nó tầm 6 ly nha. Thì sau đó mình sẽ khoét cái phần dựa của cái miếng dựa này. Thì cái bước tiếp theo á, là mình sẽ là dán cái miếng nhựa này nằm giữa cái của hai cái đôi chuột cái mặt nguyệt nha. Đối với những cái mặt hàng mà chất liệu vải thun á, mỏng á, melai á, thì mình sẽ là áp dụng cái dán cái mặt nguyệt kiểu này thì là nó rất là hiệu quả nha anh em. Thì sau khi gắn cái miếng nhựa vô thì bước kế tiếp thì mình là sẽ là sử dụng keo 52 và dán lại nha. Thì mà cái phần đầu của cái đuôi chuột á thì mình sẽ là cắt bỏ nha. Thì sau khi mà đã dán miếng nhựa vô rồi thì cái bước kế tiếp á, mình sẽ gắn qua máy và chạy thử vô trong cái hàng cho anh em xem cái hiệu quả của nó nha. Thì như anh em thấy đó, sau khi mình đã là dán cái mặt nguyệt và gắn vô và chạy thử thì anh em thấy không, cái cọng chỉ tơ dưới nó bung ra rất là nhiều nha. Thì đối với những cái mã hàng thun á, chất liệu vải á, thì mình áp dụng cái kiểu dán chân vịt, dán cái mặt nguyệt kiểu này thì là nó rất hiệu quả nha.